Xin chào tất cả bạn nhé. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn là cách fix lỗi liệt cảm ứng của dòng máy VSmart B3 khi chúng ta thay cảm ứng, đặc biệt là vỡ màn hình các thứ liệt cảm ứng chúng ta thay. Khi thay cảm ứng mới thì chắc chắn là sẽ có khả năng là không cảm ứng được gì hết, tại vì cái dòng máy VSmart B3 này một khi chúng ta đã thay cảm ứng mới là rất hay bị như này, nên các ông thợ cực kỳ là đau đầu. Nên hôm nay mình sẽ chia sẻ cho bạn là cách fix lỗi của dòng máy VSmart B3, làm sao chúng ta cứ thay cảm ứng vào là bị liệt nha các bạn nhé. Rồi ok, bây giờ muốn liệt thì hết liệt thì chúng ta làm như nào? Hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn nhé. Thì đầu tiên các bạn hãy tải cho mình các file mình ghi chú ở bên dưới. Rồi ok, khi tải về xong thì chúng ta sẽ mở file lên nhỉ. Đây, mình sẽ có hai file, một file là fix lỗi liệt cảm ứng nhá, còn một file là tool. Thì đây, các bạn hãy giải lén cái bản đây, bản ROM fix lỗi liệt cảm ứng ra nhá. Khi giải lén ra chúng ta sẽ có như này. Rồi ok, thì chúng ta hãy copy cho mình cái file vừa giải lén ra, copy này, copy hết vào cái phần flash tool này các bạn cho mình nhá. Rồi ok, chúng ta sẽ paste nó vào. Đấy, khi paste vào xong thì chúng ta sẽ sử dụng admin để chúng ta mở cái tool này lên nhé, để tránh tình trạng, có nghĩa là mình mở lên để tránh tình trạng bị lỗi các bạn ạ. Đây này, khả năng lỗi là cao lắm các bạn. Đấy. Các bạn đợi chút nhé, này tình trạng này mình gặp thường xuyên, thì khi cập nhật, khi chúng ta mình quay lại cấu hình nó hơi yếu một chút, tool sẽ không khởi động lên. Đấy. Đây, đấy, tình trạng này đã lại bị lỗi rồi này, đấy, rất là căng luôn. Bây giờ mình lại phải xóa đi các bạn ạ, xóa đi, cập nhật lại. Tool này giải lén ra rất hay bị lỗi luôn, thế mình sợ. Đây, mở thử xem, mở thử trước đã. Đấy, lại lỗi rồi, đã không lên được các bạn nhé. Chúng ta cần phải đúng cái tool này thì chúng ta mới có thể là khôi phục, mới mở lên các bạn nhé. Không lên được là hơi căng đấy. Còn không lên được thì chúng ta lại phải tải một cái tool khác. À đây, mình copy của cái này đi. Mình sẽ copy cái tool này sang. Đây, chúng ta sẽ giải nén ra này. Đấy, giải nén ra xong cho một cái sang một cái file khác. Rồi mình sẽ copy sang một cái nhỡ sợ nó có virus đấy các bạn. Đây, mình sẽ cho ra một file riêng đi. Đấy, file riêng là này đi. Đấy. Cho file riêng. Đấy, nhiều khi trong cái file nó bị lỗi, không lên được. Đấy. Giờ lên được rồi này. Đấy, nó bị virus thôi. Đấy các bạn, tình trạng tải về nó máy bị virus như nào ấy thì chúng ta sẽ như thế nhá. Đấy, bây giờ mình sẽ copy cái file ROM vừa giải nén này, copy nhá. Copy vào cái phần đây. Mình copy xong, đấy copy sang đây. Rồi chúng ta paste nó vào. Đấy là tránh tình trạng chúng ta không mở được file lên nhá, hoặc là do bị nhiễm virus nó sẽ có tình trạng như thế. Rồi ok, thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng quyền admin để chúng ta mở lên. Đấy. Mở lên thì file 1 ở đây, đây các bạn, mình sẽ kéo lên cho dễ nhìn nhá. Đấy, dòng đầu tiên này, dòng đầu tiên thì chúng ta sẽ chọn cái MTK đây, bản này nhá, chấm pin ngoài này. Đấy. Dòng thứ hai chúng ta sẽ chọn rồi, chưa có trong này, có trước đây thì mình vừa có bản ROM vào rồi mà. Đấy. Đây, Android này, mình sẽ tìm được cái này nhé. Đấy.
Android này. Đấy. Rồi ok thì đến đây thì chúng ta sẽ ấn vào phần download nhé. Ấn vào phần download này. Đấy. Chúng ta sẽ điện máy. Điện máy chúng ta ấn phím giảm âm lượng nhé các bạn nhé. Giảm âm lượng chúng ta cắm cáp vào. Đấy, rồi ok, đợi nó loát kia màu vàng thì mình thỏ bỏ tay ra nhé. Các bạn giữ nguyên để cho cáp không động đậy nhé. Nếu mà lỗi thì chúng ta lại phải thao tác làm lại rất lâu. Cái này nó cong quá, mình đã phải giữ các bạn ạ. Đấy, đã phải giữ mà cho nó chuẩn. Bên cạnh chỗ mình họ đang xây dựng lên có nhiều tiếng tạp âm, các bạn cố gắng nghe nhé các bạn nhé. Rồi ok, báo như này là đã thành công rồi các bạn ạ. Đấy, để chúng ta sẽ rút cáp ra nhé, tháo pin ra các bạn, tháo pin ra, chúng ta bật nguồn lên để kiểm tra thử xem. Xem đã được fix được lỗi chưa. Thường thường dòng máy này thì khi cập nhật update lên phiên bản mới ấy rất hay là bị liệt cảm ứng, nên chúng ta sẽ tìm một bản M4. Thường thường mình sẽ up M4 là phiên bản chuẩn để hạ, hoặc là chúng ta sẽ up lại ROM phiên bản chuẩn nhất thì chắc chắn là sẽ fix được lỗi cảm ứng này khi chúng ta thay màn. Quên mất thay cảm ứng các bạn nhé, thay cảm ứng, hoặc nhiều dòng máy là cập nhật lên là đã bị gì rồi. Đây này, giải mã không thành công này, chúng ta chỉ cần đặt lại điện thoại. Ta hạ ROM rồi, chúng ta đặt lại thoải mái các bạn nhé. Đặt lại thoải mái vẫn fix được lỗi cảm ứng bình thường. Rồi, ok, khi chúng ta hạ như này, nhiều khi máy cảm ứng liệt, hoặc là của khách hàng có mật khẩu với tài khoản Google bên trong các bạn nhé. Thì chúng ta hạ này là cũng gần như là lại phải phá thêm một bước là phá mật khẩu hoặc là tài khoản Google. Thì trong video tiếp theo thì mình sẽ có hướng dẫn là cách xóa tài khoản Google của dòng máy VCMax D3 này nha các bạn nhé. Bây giờ mình cứ fix lỗi cảm ứng trước đã, để xem có fix được không. À rồi ok đấy. Đây là chúng ta đã cảm ứng được rồi các bạn nhé. Đấy. Đấy, cảm ứng ok rồi này. Rồi ok thì mình sẽ dừng clip tại đây nhé. Chúc các bạn thành công.